Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương châm từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong phòng ngừa các thách thức an ninh phi truyền thống và phòng chống lụt bão, chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiểm tra phương án chuẩn bị và một số hạng mục trong phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, thành phố Cẩm Phả và các sở ngành liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các phương án chuẩn bị và các hạng mục phòng chống mưa bão tại bãi thải mỏ Bàng Nâu và bãi thải mỏ Đông Cao Sơn. Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, đến nay bãi thải Bàng Nâu đã cơ bản kết thúc đổ thải. Để đảm bảo an toàn đối với bãi thải này, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện cắt tầng trong quá trình đổ thải, đồng thời đắp các tuyến đê chắn đất đá sạt trượt ở mỗi tầng. Hoạt động quan trắc biến động dịch chuyển của bãi thải được thực hiện định kỳ 6 tháng một lần. Đối với bãi thải Đông Cao Sơn, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên dừng hoạt động đổ thải tại bãi thải này từ năm 2015, đồng thời tiến hành trồng cây hoàn nguyên và xây dựng các đập chắn đất đá sạt trượt tại chân bãi thải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao cố gắng của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong việc cải tạo các bãi thải mỏ và đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, nhất là đối với một số vị trí trước đây có nguy cơ sạt lở, mất an toàn cao thì đến nay đã cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng mất an toàn khi có mưa bão. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, trong đó phải bám sát phương châm 3 trước 4 tại chỗ, đổi mới tư duy cách tiếp cận theo tinh thần quản trị, quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và phục hồi tái thiết. Mục tiêu cao nhất là giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng tài sản khi có mưa bão, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất trong mùa mưa bão, đặc biệt là không để xảy ra sự cố ngập mỏ, sạt lở bờ trụ khi có mưa lớn. Đối với các bãi thải chưa ổn định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác quan trắc dịch chuyển của các bãi thải, đồng thời tiếp tục tập trung hoàn nguyên, trồng cây phủ xanh tại các bãi thải đã ổn định, kiểm soát tốt việc xử lý nước thải từ hoạt động khai thác hầm lò. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục rà soát quy trình, quy phạm, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác than hầm lò, không để xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay. Qua kiến nghị của các sở ngành địa phương tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát lại các chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nhất là việc đẩy mạnh sử dụng đất đá thải mỏ hoàn toàn bỏ đi sau khai thác để phục vụ cho nhu cầu san lấp, đồng thời giảm thiểu diện tích đất phục vụ cho hoạt động đổ thải, tránh được các nguy cơ tác động đến đời sống nhân dân và an ninh trật tự, hạn chế việc phát thải bụi về mùa khô và sạt lở về mùa mưa bão. Trong khi theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thì mỗi năm tập đoàn thải ra môi trường khoảng 150 triệu mét khối đất đá, diện tích các bãi thải lên tới hàng nghìn hecta, tập trung chủ yếu ở các địa phương Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long và Đông Triều. Trong đó riêng ở bãi thải Bàng Nâu và bãi thải Đông Cao Sơn, lượng đất đá thải đã lên đến khoảng 2 tỷ mét khối.